Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em ghép hình. Thì đây là dữ liệu. Thì đây mình có một cái background. Sau đó bạn đưa dữ liệu vào. Mình đưa mặt trăng vào. Ok. Mình sẽ bỏ lên. Rồi. Mình sẽ để mặt trăng ở trên này. Giờ mình muốn cho nên này tối lại. Bạn chọn Color Lookup, rồi bạn sổ vào, chọn Night From đây cho nó tối lại. Đó, cần thiết mình cho tối hơn, mình chọn Control L, mình kéo lại chút xíu, đó, cho nó tối. Giờ mình sẽ làm cho mặt trắng này nó phát sáng. Thì bạn sẽ đục bô vào laser này, rồi bạn chọn vào Auto Glow để cho nó phát sáng ra ngoài. Đó, phát sáng nhẹ thôi. Rồi, bây giờ mình cho sáng ở trong. Thì mình chọn Inner Glow. Đó, ở đây có nên một xanh thì mình sẽ cho nó một màu xanh color overlay. Rồi bạn thấy ở đây phát sáng ra nó ít quá, mình chọn drop shadow. Rồi thì đây là khoảng cách mình cho về không, đây mình sẽ cho nó sáng hơn tí. Rồi, thì đây là mình có bầu trời và mặt trăng nó phát sáng. Giờ mình sẽ chọn một laser mới. Bạn chọn Lasso Tool. Bạn sẽ về ngọn núi. Bạn tối màu đen giúp mình. Rồi. Giờ bạn sẽ đưa con chó sói vào. Chọn Rasterize, khử nó đi. Bây giờ mình muốn tối màu cho sói này, mình chọn Select Substrate. Bạn tạo cho mình một laser và tô đen. Laser cho sói này dư, mình sẽ bỏ. Ok, anh em nếu thấy hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin cảm ơn anh em.